Xin mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Trước tiên chúc các bạn sức khỏe, ăn lành, may mắn trong cuộc sống nha. Các bạn hãy đến với kèo chế này các bạn. Đứng trước mặt ông kính của Đại Lâm là Sang Phan Rang và thằng bạn tại Phan Rang. Kỳ đội tự do. Còn bên kia là tài nhỏ kỳ cho Tấn Đen đứng đội và cái đầu không nha các bạn. Không có dùng ngực, dùng chân gì nha. Tấn Đen xếp banh này là bị cục giò và cục cái mình các bạn. Chỉ chơi bằng đầu thôi nha. Đây cũng có thể nói là ân oán duyên nợ với nhau giữa tài nhỏ và Sang Phan Rang từng gặp nhau tại sân này. Đây là sân của Di. Trước đây là của Minh Nhí, nhưng bây giờ là Di quản lý sân này nha các bạn. Đường Trần Hưng Đạo, hẻm 23/1, thành phố Di An, Bình Dương. Còn đứng trước mình móng kính cơ lâm là Sang Phan Rang, còn có biệt danh là Sang La Làng. Một đeo. Đùa với Sang hả? Đùa với Sang hả? Đây có phải nói là cặp đôi của Phan Rang luôn nha các bạn. Hai một. Hiện bây giờ đang vô hàng và vô hàng. Quên chưa? 2-1. Một pha xử lý quá tốt của Tấn Đen. 3-2. Nếu mà nói về tự do kỳ đội, hiện tại tài nhỏ kỳ cho Tấn Đen thì ở miền Nam này khó có đối thủ nha các bạn. Ba hai. Một pha lắc đầu của Sang quá ghê, quá nhanh, tài nhỏ bó tay. 3-3. Sang Phan Rang trước đây cũng từng là cầu thủ nha các bạn. Và anh ấy thật sự cũng chưa tập đến nơi tới chốn, nhưng thật sự cặp giò anh ấy cũng đẳng cấp nha các bạn. Một pha xử lý bóng của Sang quá tuyệt vời. 4-3. Một pha kết thúc tốt của Sang Phan Rang và tài nhỏ không thể làm gì hơn. 5-3. Xin lỗi các bạn, Đại Lâm nhắc lại các bạn kèo này nha. Bên Tấn Đen và tài nhỏ chấp thêm 2 điểm nha nữa các bạn. Quá hay cho cái chân của Sang Phan Rang. Quá hay cho cái chân của Sang Phan Rang. Thật sự cái chân quá ghê. Đúng là cái chân đẳng cấp có khác các bạn ơi. Tấn Đen đứng đội khó nha các bạn. Sang Phan Rang vừa tự sắp tại Nam Lắc. Tài nhỏ và Tấn Đen chấp thêm 2 điểm. Tài nhỏ và Tấn Đen đánh 15 tới. Còn Sang Phan Rang và thằng em này đánh 13 tới nha các bạn. Hiện tại tỷ số là 4-5. Chưa đếm điểm chấp nha. Quá hay cho Tấn Đen pha bóng gì rồi. Còn 5 tới nữa.
Chết đi. Lại một pha tự sát tại đám lát của Samarang. 5 đeo. Quá hay. Một pha kết thúc quá tốt của Tiến Đen. Mấy sao? 6 năm đang nghiêng về cho Tiến Đen và Tài Nhỏ. Một pha xử lý quá hay của Sang Phan Đen. Sáu đều. Một pha kết thúc quá tốt của Tiến Đen. Ơi Tiến Đen, quên thua trên này đi. Tao quay xe này cho biết mày thua. Xe tao không quay đâu. Mày quay đi. Mà thua trên này tao nghỉ quay luôn. Bậy sao? Thua đi. Quá hay cho cái chân của Samarang. Tài Nhỏ khổ quá. Trời ơi. Một pha bóng không hiểu nhau của cặp Samarang. 8-6. Đổi sân không? Tám sao đổi sân. Cho mình quá khó của Sang Phan Rang. 7-8. Một pha không chế không được tốt của Tiến Đen. 8 đều. Quá hay cho Tiến Đen. Ôi cơm. Một pha kết thúc được chế quá đẹp của Sang Phan Rang. 9-8. Kèo này còn 2 điểm chấp nữa đó Trung. Đùa gì? Chết thiệt cái đùa gì? Quá hay cho Tài Nhỏ. Một pha tự sát tại lâm đắc của Tiến Đen. 18 nghe về cho Sang Phan Rang. Phải nói thật sự giữa Tài Nhỏ và Sang Phan Rang có duyên nợ với nhau các bạn. Đối đầu với nhau Tài Nhỏ khó nuốt Sang Phan Rang lắm các bạn. Đấy là thật sự có thật nha các bạn. Quá hay cho cái chân của Sang Phan Rang. Chân nó ghê gớm không? Chưa sao. Bóng ngoài đáng tiếc cho Sang Phan Rang. Thật sự cái chân của Sang Phan Rang quá khó chịu. Cái chân đẹp hơn Quốc Liệt nhiều. Chín mời.
một pha quá đẹp của Samarang, 11 trên. Bên Samarang và thằng em trai kia 13 tới các bạn, còn bên em 15 nha. 11 trên. Một pha kết thúc quá đẹp của Samarang. 14. 12 trên. 13 tới bạn, tính điểm chấp luôn là 14 là vừa các bạn. 12 trên. 1 pha kết thúc quá gọn nhẹ của Tấn Đen. 10-12. 10-12. Quá hay cho chân cô Samarang. 2 cái chân của Samarang. Quá tuyệt vời cho pha bóng này. Ôi cơm Tấn Đen đưa em xa bờ. Tỷ số 13-10 nha các bạn. À, vì Samarang đánh 13 tới các bạn, còn Tấn Đen đánh 15. Kèo chế lại một lần nữa, tài nhỏ tự sát tại đám lát trước Samarang. Đấy là có thật nha các bạn. Xin chúc mừng Samarang. Đừng quay rồi em. Cái này nè.